Xong hết rồi ha, còn lô cuối cùng thì mọi người thấy là thường là mình hay sắp xếp theo cái phân khúc cũng như là giá tiền ha, thì còn lô cuối cùng thì cái giá tiền nó cũng tăng lên dần. Mấy con này thì tầm trung rồi nó sẽ tăng lên dần, thì trong cái lô cuối cùng này thì nó giống như mọi khi, nó có ba con hàng mới chưa lên tay còn nguyên siêu luôn ha. Ở con này thì dòng này là mình bán nhiều rồi, thì trong này có hai con Mido, một con Pantex Philippe ha, là còn siêu luôn, nghĩa là hàng mới chưa lên tay. Thì hai con Mido này đợt trước mình có bán rồi, có rất nhiều anh em gọi đặt cái mẫu bản gold nhưng nó không có, không? Nó cũng không phải dễ tìm, không có gold. Đợt này chỉ có dây inox dummy thôi ha, chứ không có gold. Thì mình sẽ nói lại hai ba con này để cho nó không có bị nhập nhè, thì mình cũng như mọi khi thôi, mình sẽ nói ba con hàng này là ba con hàng lắp ráp trước ha, hàng lắp ráp, hàng giống như mình đã từng nói với anh em về cái câu chuyện mà SH Việt Nam, SH Ý rồi đó, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói lại để tránh cho ở đây có những người lạ mới vào kênh thì mình sẽ phải buộc phải phân tích lại. Thì trước hết ở đây có hai con Mido toàn thân inox ha, mặt xanh, chạy máy chính hãng ha, được chưa hả? Thì mình sẽ tìm hiểu một chút về nó trước nha. Thì tự nhiên có người lạ, còn nếu mà người quen đã theo kênh mình rồi thì nó là bình thường. Nói tới con nào thì trước hết là Mido là một cái thương hiệu, nó trực thuộc một cái tập đoàn Swatch Thụy Sĩ ha. Nó chạy trên hai máy, đó là máy ETA 24, 28242 và 2836. Thì hai con này nó chạy trên hai cửa lực ha, hai cửa lực nó chạy máy ETA 2836. Nó có đóng ở dưới truyện nè, nó có đóng dưới truyện nè ha. Anh em cứ vào cứ chết dưới cái dưới cái bánh đà nó, dưới cái phần khung bánh đà nó sẽ có đóng mã trên đây, được chưa? Thì do cái đợt trước mình bán mình phải hướng dẫn anh em coi mạng, là bởi vì nó không có cái tài sản nào trong tay để mình làm thước đo hết. Thì cũng nhân dịp đợt này nó có mấy con Mido chính hãng nè, một nè ha, hai ba nè, bốn con Mido ha. Thì bây giờ mình sẽ nói, mình sẽ lấy mình chọn một con Mido nào đó chạy hai cửa lịch, mình đập máy ra mình coi ha, vừa bán vừa tìm hiểu vừa chơi vừa chia sẻ. Đây con là Mido cổ nhá, con này chạy hai cửa lịch giống như hai con này luôn ha, hai cửa lịch. Rồi mình sẽ đập cái máy nó ra mình coi. Rồi đợi xíu mình mở máy nó ra. Đây mở ra. Con này là con Mido Commando, đợt đợt dòng thủ lĩnh á, dòng chỉ huy á ha. Mido Commando có hai con Mido bên bên này cũng có Commando này ha, hai con này hai con cổ. Thì mình sẽ mở cái máy nó ra, mình sẽ coi cái máy nó so với con thế hệ mới hàng lắp ráp này nó như thế nào ha. Đợt này là mình có máy luôn. Ở đây mình sẽ lấy một con ra mình đặt, rồi để cho nó hết nhòe đã ha, từ từ anh em. Rồi rồi anh em nhìn ha, từ con cổ cho đến con đời mới nó đều giống nhau hết, thấy không? Từ cái mã máy ở trên luôn ha, cái mã máy ở dưới dưới cái bánh đà ngay chỗ đây nè, anh em nhìn nhìn thì không thấy được, nhưng mà nếu mình có kính lúp mình đó nhìn thấy không ạ? 2824 có gì mình zoom hình ra là anh em sẽ thấy ha. Đó thì cái máy bên đây nó cũng vậy ha, không khác gì hết, cũng là switch 25 chân kính, nó chạy trên một máy này. Thì hai con Mido này là hàng chính hãng, nhưng con này được lắp ráp nước thứ hai, nó không có như mấy con cổ này ha. À, vỏ này là chính xác là doanh nghiệp Nhật họ lắp ráp, mình đã từng nói rất là nhiều rồi ha. Rồi vậy thì kết luận là hai con Mido này là còn siêu luôn nhá. Con này cũng vậy, con này cũng chạy máy y vậy luôn ha, còn tem nhãn luôn, được chưa ha, cũng máy y như con này luôn, cũng y như con cổ này luôn, cũng y như con mới này luôn. Thì hai con này thì mình chỉ nói vậy thôi, kiểu giờ ở đây có người lạ có anh em rồi thì mình lấy năm con Mido này ra mình nói ha. Đây hai con Mido này hàng lắp ráp hàng mới nè nhá, chứ không phải mình không có nói con này là hàng chính hãng nguyên con đâu, cái vỏ của nó là doanh nghiệp Nhật họ làm, họ gia công, họ đóng lắp ráp nha. Rồi đây có con Mido này, Mido này là hàng hàng cổ ha. Rồi thêm con Mido này nữa, hai con Mido này là cũng là hàng hàng Thụy Sĩ chính hãng luôn, cấu trúc toàn phần Thụy Sĩ ha. Một con Mido này nữa, đúng không ạ?
Nào, con Mido này thì nó nằm trong một F1 này, nó chạy máy máy vàng Citizen này ha. F1, giá nó F1 mình không nói. Hai con Mido này hàng đẹp như mới luôn ha, mình đã có một cái mục riêng hàng chính hãng thụy sĩ rồi. Giá nó rẻ hơn hai con này nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó cổ, cái mặt nó nhỏ, nó cổ điển. Nếu anh em nào thích chất, thích chuẩn thì chọn mấy con này. Còn nếu thích mà vừa chuẩn vừa được đầu tiên, mình là người trải nghiệm đầu tiên thì lấy mấy con này nhé. Cái giá mấy con này nó cũng cao hơn, bởi vì nó là thế hệ mới mà do nó hàng lắp ráp nữa, cho nên nó mới chỉ có giá đó. Như mình nói với anh em rồi ha, mình bán online mình chọn những cái mặt hàng nào nó vừa tầm thôi ha. Còn thích chuẩn thì mọi người chọn mấy con này ha. Còn thích rẻ thì chọn con Mido này. Con Mido này nó chạy máy vàng của Citizen cũng rất là bền, nhưng nó là hàng F1 ha. Không có chuyện mà cái này nó nhảy lên giá cái này được nhé. Rất là rõ ràng, con này sẽ rẻ hơn con này, vẫn rẻ hơn mặc dù nó chính hãng, nhưng nó là hàng cổ. Có thể là nó mới, nó dường như chưa lên tay luôn, nó còn mới, nó có một vài điểm nó thế này thế nọ, nhưng nó là hàng cổ ha. Thì khi mà chơi á, cảm thấy thích xoay sưu tầm thì chọn mấy con này. Còn nếu vừa đạt được mục tiêu, vừa đeo vừa thời trang, bởi vì cái mẫu này nó rất là hiện đại, nó đẹp đúng không ạ, nó vừa vừa túi tiền thì chọn mấy con này ha. Hiển nhiên mình bán thì mình nói là như vậy, còn khi mà lên tay rồi á, cái xe SH Việt Nam á, mình chạy mình nói SH Ý nó kỳ lắm, người ta nhìn người ta biết đúng không. Nhưng mà cái đồng hồ á thì mình muốn nói gì mình nói vậy thôi, bởi vì mình bán thì mình biết, thấy chưa hả. Đây là cái máy Mido đó nè, mình view lại lần cuối cho mọi người ha. Hàng Mido nè, mình sẽ view lại lần cuối con Mido này nè, cũng là con Mido chính hãng mặt tivi này ha. Cái máy nó đây, do lần trước là mình hướng dẫn anh em coi mạng, là bởi vì mình không có cái đợt đó mình không có cái Mido nào hết đúng không ạ. Còn đợt này mình có tài sản trong tay rồi, nên là mình sẽ đập ra vừa chia sẻ thêm luôn, từ cấu trúc máy cho đến đóng trên sườn đồ ha. Thì với lại cái giá vô của nó mà. Và mặt hai con này thì mình báo mặt nè. Hai con này là mặt bự 40 ha, thế hệ mới mà. Thì nó đẹp cấu trúc mặt 40 hết nè. Ha. Còn mấy con cổ này thì chỉ mặt về 36 thôi. Được chưa ạ? Ha, mấy con cổ thì 36, nó cổ kính. Một con này thì đợt này không có bảng gôn, con này mặt trắng ha, hai cửa lịch. Con này còn nguyên siêu luôn, nếu mà anh em chơi cái con này sẽ được cái cảm giác mình trải nghiệm đầu tiên ha. Còn mấy con này thì mình phải chấp nhận mình người thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy, nó trôi dạt tùm lum hết rồi, nãy giờ nó mới về đây. Thì con này thì mặt xanh ha. Về dây thì dây inox, ngoại hình không đánh giá nha, bởi vì nó còn nguyên siêu luôn. Dây inox và giữa các nốt inox nó sẽ có đờ mi, đây nè, nó đờ mi gold nè ha, giữa các nốt nè, phần giữa các máy là nó đờ mi rất là đẹp ha. Đờ mi gold chỉ, gọi là chỉ giữa các mắt á ha, nó đờ mi đây nè, nó không nhìn giữa cái chỉ các mắt là đờ mi, còn dây thì inox dây trơn hết, nhưng mà giữa các mắt là nó có đờ mi rất đẹp ha, nhìn nó sang. Thôi thì cảm thấy nó vừa túi tiền. Còn nếu mà con này hàng chính hãng thì nó nằm giá cỡ tầm 2.000, cỡ tầm bốn mấy triệu, ba mấy triệu ha. Nếu mà hàng cấu trúc toàn phần á đó, mình nói vậy là dân giả cho anh em hiểu, thì kết luận là con này là cái xe SH Việt Nam này. Con này là SH Ý nhưng mà nó chạy thời gian rồi, năm mấy ngàn cây rồi, mấy chục năm rồi, thì nó cũng còn bánh lốp rồi, nó cũng còn đẹp nữa. Nếu mình hình dung là như vậy, thì khi mình đeo cái này là mình là người đầu tiên được trải nghiệm. Còn còn thích chuẩn thì chọn mấy con này, thích rẻ lấy con này. Ủa, cái cục máy Citizen mà xịn chứ đúng không, thì con này là mình đặt qua một F1, mình vịn vào cái máy và cái thân vỏ nó mình bán. Nguyên tắc của mình là như vậy ha. Rồi con còn lại thì mình tập trung mình nói con Bentec Philips. Bentec Philips thì nó lại khác hai con Mido này. Con Bentec Philips thì nó cũng là hàng mới chưa lên tay luôn, bởi vì mình là người vô hàng mình sẽ biết ha. Trước hết em, Bentec Philips là một thương hiệu cực kỳ lớn và nó thuộc dòng đồng hồ xa xỉ ha, chứ không phải là bảng thương mại. Thì mọi người tìm hiểu về Bentec Philips thì một chút đi rồi mình sẽ nói nó sẽ dễ hơn nha. Bentec Philips thì trên bảng đồng hồ thế giới nó xếp vào top 1 ha, và nó không bán đại trà. Và cái giá niêm yết của nó, nếu mà anh em lên cái trang thế giới, đây là máy của nó, tí mình sẽ nói máy sau, thì cái giá nó niêm yết rẻ nhất ở phòng dòng phân khúc cơ bản của nó là không dưới 15.000, không dưới 15.000 đô nhé ha. Ở đâu cũng vậy hết á, nó bán ở đâu ở cũng vậy hết. Là nếu mà ở Việt Nam mình con rẻ nhất không dưới 15.000 đô là phải 650 triệu. Đó là đối với là những con hàng hàng hàng
đối với những con hàng chính hãng á, ha. Anh em cứ đọc tìm hiểu về bánh tét Philip thôi, không có cái gì hết, để mình cho cung cấp một vài thông tin cho mọi người ha. Đây nè, đó, giá của nó không bao giờ dưới 15 ngàn hết, nó rất là kinh khủng. Và đây là cái máy của nó đây, cái máy nó là máy chế tác thủ công ha. Vậy thì con này nó chạy trên máy gì thì trách nhiệm của mình bán mình phải kiểm tra cho mọi người ha. Thì con này nó chạy trên máy ETA 2824 nha, ETA, máy của dòng Rado á ha. Nó có đóng ở trên truyện nè, nó đóng trên 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 hàng này cũng lắp ráp bên đó luôn, toàn thân thì nó BDV vàng gold ha. Máy ETA 5 tầng, logo đây. Thì mình không nói cái giá này nữa, có nghĩa rằng con này là giá thấp nhất của nó là 15.000 USD rồi nè, thấy chưa? Mức giá trung bình của mỗi chiếc đồng hồ bánh tét Philips không dưới 15.000 USD. 15.000 thì có nghĩa rằng là mình có cầm 100 triệu thì cũng không bao giờ có được. Đó là những cái dòng basic của nó đó, cái dòng cơ bản. Con này nó khác con Mido ở chỗ đó bởi cái thương hiệu nó quá lớn đi. Nhưng con này nó hàng lắp ráp thì nó được đóng ở trên máy ETA 2824 2. Thì bây giờ mình sẽ check tiếp cái máy ETA 2824 ha. Thì nó đây. Nó đây. Đây. Cái máy ETA 2824, con này dòng này thì được trang bị trên Tissot nè, trên Longines nè, trên dòng máy của Rado, mà nó trên hầu như là 80% dòng máy Thụy Sĩ được trang bị trên con này. Ha, thì mình sẽ chứng minh cho anh em ha. Thấy không ạ? Thấy như vậy là nó giống nhau chưa? Thấy chưa? Đúng không? Để mình xoay theo cái chiều nó là mọi người sẽ dễ hình dung. Dài. Dài đi. Dài. Từ từ đó. Rồi, thấy chưa ạ? Ha. Nó y vậy luôn, được chưa? Cái bánh này nó xịt qua xíu. Rồi, dài. Ha. Ở trên truyện con này thì nó đóng hai mã số ở đây ha, đóng logo của ta và đóng mã số máy, thì con này cũng vậy, anh em về chịu khó check nha. Ha, nguyên tắc chơi đồng hồ là cố gắng check ra máy và tìm hiểu nó đây nè. Ha, dưới cái bánh đà, dưới cái con tim này thì nó sẽ có số hiệu của nó ha. Thì đó là mình nói sau hết, phải kết luận con này cũng là hàng lắp ráp. Thật ra thì bên đó nó đóng máy là đóng như vậy nhá, nó đóng như vậy. Chứ còn xác định là con này chính hãng thì ở Việt Nam mình không phải chắc khoảng đâu 2% dân số chắc được nhìn thấy nó hoặc là được sử dụng nó thôi, chứ không nhiều đâu. Bởi vì nó là một cái thương hiệu đồng hồ xa xỉ mà ha. Thì cảm thấy cái mức giá mình bán thì cũng đánh đồng với con kia mình bán thì dựa trên cái cục máy nó thôi ha. Còn máy thì bao chuẩn cho mọi người, bao chuẩn không có gì phải lăn tăn hết. Nếu máy Citizen thì mình sẽ đặt qua đây F1, nó sẽ có giá của nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sâu hơn nó một chút để mình cân co cái giá của nó. Khi mình nhập về mình cũng cân co rất là nhiều ha. Thì cái giá chung của ETA bây giờ nó hiện giờ nó bán ở trên eBay và các trang mạng thế giới nó vẫn bán cái cục máy này rất là nhiều, nhưng không biết là cũ hay mới. Thí dụ như máy giống con này, máy búa vàng ETA 2824, máy búa vàng 25 chân kính, nếu mà là cái búa vàng và máy trắng thì nó bán là 280 USD. Đây. Ha. Và chắc là máy mới đây. Còn có những cái máy đã qua sử dụng thì nhiều trang nó bán rẻ hơn. Thí dụ búa trắng là 189, là cho 190 chưa tính chưa tính tiền ship nè ha. Có chỗ thì bán 270 tùy theo cũ mới, nó bán vậy á. Nó bán cái búa nữa nè, cái búa không là 12 đô nè. Có chỗ thì bán cái búa không này là 30 đô ha, chưa tính phí ship á. Thì kết luận lại cục máy này nó bán cũng đơn giản không á là cũng đã 5 triệu rưỡi 6 triệu rồi ha, cục máy 2824 nè. Thấy chưa? Đây nè. Đây, cục máy của nó đây. Thì nó đã bán như vậy rồi. Thì mình cũng canh vô cái đầu vô cỡ tầm bán online như mình thì mình chọn mấy con này, hàng của tụi nó lắp ráp vậy là mình vừa tầm nhé. Thì những con này nó vẫn có trên thị trường rất là nhiều, nhưng hiển nhiên tùy chỗ bán và tùy chỗ giải thích. Thường thì những con như vậy nó sẽ núp danh ở dưới những cái nhãn mác như thế này: thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, chạy máy loại máy automatic Thụy Sĩ, đúng không? Thường là như vậy. À, bởi vì mình vừa chơi vừa thích tìm hiểu, vừa muốn bán nhưng nó có cái sự đó rõ ràng, thì mình tìm hiểu một cách tường tận nó là như vậy ha. Còn cái giá của con banh tét này á, mình đánh đồng với lại con này luôn, hai con này luôn ha, chạy một máy là mình sẽ đánh đồng luôn. Rồi anh em nào cảm thấy hợp lý thì chơi.
không, cái giá nó bù lại cái cảm giác mình là người đầu tiên mình được trải nghiệm nó, mình được chặt dây nó, mình được bung siêu nó, không. Chứ còn bây giờ nếu mà mình ôm hàng chính hãng và rất nhiều nhưng cái giá của nó rất căng và bán online nó không phù hợp với mình, nói thật. Ví dụ như ôm con Vantage Philips này, các bác nói bản thân em cũng không có tiền để mà ôm con chính hãng đâu, ôm có ba con thôi là thấy mệt rồi, thở không nổi rồi, hai con thôi chứ đừng có nói được một lô như vậy, đúng không? Còn đã chơi con này thì mình giải thích rõ luôn, không, nó là hàng Thụy Sĩ nhưng nó được lắp ráp tại Nhật nhé, được lắp ráp tại Nhật, thì cái hàng nó mình biết cái nguồn gốc nó vậy, mình về bên đó thì nó tự do thương mại và nó tự do ngôn luận hơn mình ha. Mình thì nhiều khi úp úp mở mở, úp úp mở mở, bán thì không có giải thích, nhưng mà mình thì mình thích, thứ nhất là mình mê và thứ hai là mình hiểu biết, mình biết về nó ha. Mình nhập nguồn vô mình sẽ biết về nó và mình trước khi nhập mình sẽ cân đối cái giá nó, mình nhắm tầm mình ra nổi hay không, thì với sức khỏe của mình, của người bán thì mình chọn những cái dòng này. Đối với những dòng Thụy Sĩ mới chưa lên tay, những dòng này là phù hợp. Và người mua anh em cũng vậy không, nó cũng vừa túi tiền của mình bán mình cũng hướng dẫn kỹ rồi. Còn nếu mà anh em thích chuẩn á, thì nhảy qua những con này ha, những con Omega Longines này nó chuẩn hơn. Nhưng nói là nó chuẩn là nó chuẩn là bởi vì cái tâm hồn và cái linh hồn của nó là cổ ngày xưa nó chuẩn, chứ còn cái dây của nó thì cơ bản là mình cũng thay dây da mới hết rồi, dây xịn rồi, có những con nó về dây từ nước ngoài về, là đây là những cái dây nước ngoài luôn nè, nó về. Thì cái dây này bây giờ hỏi có Thụy Sĩ hay không thì mình cũng không có biết, đúng không? Nhiều khi cái dây nó ở Iran, Iraq thì cũng nên, đúng không ạ? Nhưng quan trọng nhất cái linh hồn của cái đồng hồ là mình biết cái con này nó chuẩn, cái con này nó lệch lệch xíu, hiểu không? Thì còn cảm thấy sượng sượng quá thì thôi nhá. Rồi mình nói lại nè, cả ba con này đều mặt 40 hết nha. Bentec Philips cũng vậy, Bentec Philips cũng là dây chưa gấp khúc luôn nè, nó hàng mới luôn nè ha. Logo có đóng, quai có đóng logo rồi, đầy đủ còn siêu luôn, mình để nguyên vậy luôn ha. Nếu mà anh em về chơi thì được cái cảm giác trải nghiệm với cục máy mới và một cái đồng hồ mới. Như mình nói rồi ha, cục máy của nó trên thị trường thế giới mà cũng như là các trang mạng uy tín của thế giới á, nó bán không cũng bằng giá này rồi. Cứ tính đi 250 đô đúng không ạ? Là thành 5 triệu mấy, 6 triệu rồi, chưa tính phí ship. Còn các bác có mua cục máy nó thì gọi cho nó mua, còn ở đây mà mình nói mình ra chợ mình tìm cục máy thì chắc là không có rồi. Thì vậy, cho nên là nó vừa cái giá ha. Bác nào chơi thì alo cho em ba con này ha. Đợt trước có một số anh em đặt mình con gold rất là nhiều, con vàng hồng á, nhưng mà nó không có nha, cho nên thôi thì lấy cái này giá nó rẻ hơn, có được 200 ngàn, nhưng mà cấu trúc là nó không y vậy thôi ha. Còn nếu mà cảm thấy thích bản gold thì phải đợi, còn đợi thì khi nào có thì chắc là khi nào có thì biết, cho bản thân mình cũng không có biết ha. Mình nói luôn thì có một số anh em đặt bản gold rất là nhiều nhưng mà mình không có gọi lại bởi vì nó không có bản gold, cho nên chỉ có bản inox dummy này thôi ha. Rồi vậy nhé, anh em mà có nhu cầu thì alo cho mình. Bây giờ mình sẽ view mấy ông kệ này còn lại ha. Nó cũng bắt đầu từ cái phân khúc tầm tiền giá cao hơn. Thì để cho cái video nó khỏi dài thì chắc là mình dừng ở video ở đây. Bây giờ mình sẽ tập trung view 2, 4, 6, 8, 10 con này, thì trong 10 con này có 5 Omega, 3 Longines với lại hai con Julesse, Julesse ha. Mình sẽ cắt cái video ở đây rồi mình sẽ tập trung mình view 10 con này để nó rõ ràng hơn. Vậy nhé, ai có nhu cầu thì alo cho mình. Chào mọi người.